Ở làng gôn trong nước thì Nguyễn Bảo Long là nhà vô địch giải nghiệp dư quốc gia trẻ nhất trong lịch sử gôn Việt Nam khi vừa qua 14 tuổi. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thêm về golfer này thông qua những câu hỏi thú vị. Xin chào, tôi là Nguyễn Bảo Long, vô địch VAC 2019. Sân FLC Quy Nhơn là sân em thích nhất ở trong hệ thống của các sân FLC, tại vì địa điểm cũng như là thiết kế của sân rất hợp mắt em ạ. Sân Hồ Tràm là sân em thấy thử thách nhất đối với em, tại vì điều kiện gió cũng như là độ dài và độ dốc của sân. Em chưa từng bẻ gậy nhưng em đã từng ném gậy và gậy nó có bị cong một tí. Em bắt đầu golf từ năm em 10 tuổi và trong 2 tháng đầu tiên em cảm thấy môn golf khá là chán nản. Nhưng sau khi em được lên sân lần đầu tiên thì em bắt đầu cảm thấy vui và hào hứng hơn. Lần cuối cùng em vi phạm nội quy là khi đấy em đánh hỏng quá, em đã ném 3 quả bóng xuống hồ sau khi em putt xong. Em được 3 lần hole in one và 1 lần albatross ở hố số 10 của sân FLC Hạ Long. Âm 6 ở FLC Sầm Sơn.